xin chào các bạn, mình là Bé Tắm đây. Chào các bạn nha, mình đang ăn sáng. Mình ăn cháo gà các bạn. Các bạn nhìn thấy mình ăn có ngon miệng không nè? Mình đang ăn ở quán Chip Chip, phường 1, thành phố Đà Lạt. Mời các bạn ăn sáng nha. Sau khi ăn sáng xong thì mình qua uống cà phê nè. Mình uống cà phê ở quán Túi Mơ To á các bạn. Mời các bạn cùng uống cà phê với mình nha. Màu gì? Con thích màu gì? Gì? Rồi. Cái này giống như là nước lọc. Đổ lên rồi xuống. Uống này, uống này. Còn hả, còn hả? Ấm không? Nóng quá. Ok không? Bọt nữa không? Không, kem, lớp kem trên á. Con ở dưới này có gì đó. Uống thử cái gì? Uống thử cái này gì? À, cái này nước quá. Nó trôi lên á. Nên xin phép thử món nhỏ. Cái này là bạc sữa đá. Cái này là cacao nóng á. Cái này vô nó vô ạ. Còn nấu mày kia đó. Dạ kia rồi. Thứ ba có uống không? Có không? Uống là thành ăn đấy. Có uống ta cao đó, chocola đó. Uống lại, uống lại. Trời đi, mình tiếp tay rồi. Xe rùa con phải dỡ lên con mới nảy được chứ. Đúng rồi. Thôi thả ra để mẹ cái gì mà cái gì người yếu thì mẹ nó cọ đà của em. Ok. Sau khi mình uống ở quán này xong á, giờ mình sẽ cùng với mẹ vào thăm dinh Bảo Đại. Mời các bạn cùng tham quan với mình nha. Bây giờ mình sẽ đi lên phần con chúa nha các bạn. Phần con chúa. Đây là phần con chúa đây nè. Con chúa
Công chúa. Có hai chiếc giường luôn. Hai chiếc giường luôn. Mà không. Wow. Đẹp chưa? Dạ có. Ô, phòng này nấu rất là phòng kia luôn. Có thể đi qua bên này phòng bên này được luôn kìa. Wow. Wow, đó. Sao? Đây là hoàng tử và công chúa. Nó có hai buồng luôn. Có một buồng. Là chấm chung hả? Không, bên kia. Bên kia. Cũng có. Bên kia cũng có một phòng nữa, bác nghĩ là vậy. Bên kia thì có không? Okay. Có không? Ở đây nè. Bác thử nha. Okay. Xem thử nó có không nha. Wow. Có một cái vùng nữa nè. Có một bầu nữa kìa. Wow, có phòng toilet nữa. Ơ, ở trong đây có gì đó? Đây là phòng, đây là tủ đồ, không được mở được không? Không được, không được. Nó phải có chìa khóa à? Không, đi qua phòng họ hàng đúng không? Đi qua phòng khác đi cho nhỉ? Đi qua nhà hàng hậu đó hả? Đi rồi, đúng rồi. Hậu là cái phòng lớn phải không? Xem thử chưa đây xem cái mẫu đây là phòng công chúa này không bảo mẫu phòng bảo mẫu là phòng người mà nuôi dạy người mà nuôi cái này là phòng gì đấy chúa người mà nuôi dạy hoàng tử và công chúa gọi là bảo mẫu cái này là hoàng gì đây là bảo mẫu bảo mẫu hiểu chưa hiểu rồi bảo là vú em á vú em á bảo là gì bảo là dạy bảo mẫu là gì mẫu là mẹ như vậy đó có hai cái ghế luôn đây có tầng ba không 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 có tầng ba nhưng mà không đi đến lớp này không giờ đi xem có phòng không em dạ có phòng để chúa phòng ngủ phòng ngủ phòng ngủ phòng chúa phòng tử bảo mẫu chưa mở cửa à cái này không cần cửa dép nha tắm là không cần tắm là không nó phải vô đây được ngay vàng xem thử vô đây kia kia hai bố con à hai bố con chụp đi cái này phải bỏ vô phải bỏ vào ngay vàng có vô được không phải mặc đồ vô mặc đồ phê đồ hóa trang hồi xưa có mấy này khá là xưa rồi. Mình chưa đến phòng này luôn, mình chưa đến phòng này luôn á. Đó là, đó là gì tấm? Yeah. Đó là gì? Không biết. Không biết hả? Đó là ngai vàng, ghế của vua đó. Ngai vàng. Chắc cái này là của hoàng hậu hoàng tử gì đó mới ngồi được. Còn cái bên kia là hoàng hậu. Không, của vua, vua. Ngai vàng là của vua. Được ha. Cái cây để chấm là cái gì? À, kiểu như là sao ra nó là sao ta? Thì binh khí đồ đó. Binh khí. Cái này là binh khí của mấy lính tướng nữa. Khi mà giặc tới mà đồ đây là lính tướng mà người ta dùng mấy cái vũ khí cái này để chống lại. Người nó có đến đây không? Hả? Người nó có đến đây không? Sợ chó thế. Người ở đây có ai? Dạ. Công viên đó. Rồi trên màn lần thi thương mọi người gồm toàn tính. Khi anh dừng lại chạm hiệu cấp đẹp
Đây là kính. Ôm kính vô. Em Tám ơi. Em Tám. Em Tám đi lội trời đêm hả? Tối đến thì mình được đi dạo chợ đêm nè. Ở đây trời mưa và rất là lạnh. Mời các bạn cùng đi dạo chợ đêm với mình nha. Anh Hữu đi xe anh Hữu á. Sao vậy? Sao á? Sao máy của họ vậy? Vậy là chiếc video ngày hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn. Nếu thích video này thì hãy cho mình một thumbs up like và bấm đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye.